CEO Nguyễn Phương Hằng đã ra sân bay để xem văn bản kia là thật hay giả. Thưa quý vị, nói là làm, tối hôm qua bà Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố sẽ ra sân bay, mua vé xuất cảnh tự xem, quyết định tạm hoãn xuất cảnh cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định là thật hay giả. Ngay sáng hôm nay, bà Phương Hằng cùng trợ lý đã đích thân ra sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện phép thử. Và bà cũng có livestream để thông báo cùng với khán giả. CEO Phương Hằng không tuyên bố thẳng là có mua được hay không, nhưng khả năng cao là văn bản kia là thật và bà Nguyễn Phương Hằng không mua được vé xuất cảnh. Tuy nhiên, văn bản là thật hay giả thì Đức Hiển và một số tờ báo cũng tiêu rồi. Nếu là thật thì công an thành phố Hồ Chí Minh sai quy trình khi nhân vật chính chưa nhận được quyết định. Mặc dù văn bản đã được ký và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 2 thì báo chí và đặc biệt là báo nhà anh Đức Hiển tung tin rầm rộ. Quyết định thông tin cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng bị lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội, mặc dù đó là thông tin mật. Trong nơi nhận của văn bản có nêu rõ, báo chí không phải là nơi nhận văn bản này, còn nếu văn bản kia là giả thì tiêu luôn rồi, từ điều tra viên, thủ trưởng cơ quan đến cả báo chí. Nên nếu có như thế nào thì đây cũng là một cú nút ao dành cho anh Đức Hiển và một số tờ báo ăn hồi khác. Theo anh Phó Tổng Hiển, hết lần này đến lần khác Đức Hiển cứ cố chơi trội, vô vạ cho bà Phương Hằng. Không đưa bãi vào tù, nhưng có được đâu anh Phó Tổng ơi. Giờ thì chuẩn bị tinh thần mà trả lời với pháp luật xem. Từ đầu Đức Hiển có thông tin và quyết định bà Nguyễn Phương Hằng tạm hoãn xuất cảnh mà lên gáy rất dữ. Cứ tưởng mình oai phong lẫm liệt hạ bệ được bà Phương Hằng khi đưa tin bất lợi cho đối thủ. Ai ngờ bị mắc cổ vào trồng, đường nào cũng tiêu và trước thông tin bà Phương Hằng ra sân bay check-in để kiểm chứng văn bản, lấy bằng chứng mà chuẩn bị cho anh Phó Tổng bay ghế. Cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận. Đường nào mấy anh phụ trách cũng dính đòn, bả đi không được thì lộ thông tin, bả đi được thì lại giấy tờ giả. Báo đài đưa tin sai, cùng san sẻ trách nhiệm nhé. Cái ngày mà có công văn tạm hoãn xuất cảnh, tôi nói rồi không phải đòn hiểm mà là tử huyệt của đám OU. Giờ thì nhóm lợi ích đang xoắn lắm đây, phải như vậy cho nó rõ ràng trắng đen. Còn ai muốn chứng minh mình không để thuê để mướn, thì cứ đem ngay cái giấy kết quả ADN, rồi đối chiếu thời gian mang thai. Xem chồng bạn hay bạn trai khi đó đang có trong tình trạng hôn nhân với người khác hay không. Thì ra ngô ra khoai liền, đi được hay không được thì cũng tới công chuyện với chị. Nước cờ này đám lươn không lường trước được, chuẩn bị tinh thần bay ghế đi là vừa nhé. Chúng ta phải hiểu rõ như thế này, nếu cấm xuất cảnh mà không có công văn hay văn bản gửi trực tiếp cho người bị cấm, mà chỉ là báo đài đăng lên nói này nói nọ, thì người bị cấm vẫn có thể bay bình thường. Với lại vụ việc ở đây chính là người bị cấm xuất cảnh nhưng lại không được biết. Trong khi đó, báo chí lại đang rầm, rõ ràng là thông tin bị tiết lộ trước khi công văn hay văn bản gì đó gửi cho người ta. Vậy là phạm luật rồi. Đây cũng là một dạng tép để cô Hằng có cớ để phản bác lại. Kính thưa quý vị, một số tờ báo lịch lọng quá, xem thường nhân dân. Như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 12 tháng 3 đồng loạt các tờ báo chính thống đều đưa tin, tạm đình chỉ việc giải quyết đơn thư tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Mà điều đáng nói là cả báo công an nhân dân, trang thông tin chính phủ đều đăng tải nội dung này. Ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định tạm chỉ việc giải quyết đơn thư tố giác tin báo về tội phạm của ca sĩ Weibo tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định này với lý do là đã hết hạn và tiếp tục xác minh. Nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết đơn thư tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trước thông tin này, báo pháp luật online của ông Đức Hiển, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên không hề đưa tin để người dân được nắm, hoàn toàn ngược lại với thông tin bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh, mà báo chí nhà Đức Hiển, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ lại lên bài rần. Tuy nhiên, điều chúng tôi bất ngờ là báo Thanh Niên một lên bài viết khẳng định ngày 12 tháng 3 có nguồn tin cho rằng công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết đơn thư tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố theo đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của ca sĩ Vy Nổ. Trả lời báo Thanh Niên, một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện vụ việc liên quan đến ca sĩ Vy Nổ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được điều tra xác minh. Vậy là sao quý vị? Báo công an nhân dân đã xác định là tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố cáo của ca sĩ Vy Nổ đối với bà Nguyễn Phương Hằng, còn báo Thanh Niên thì lại viết, một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện vụ việc liên quan đến ca sĩ Vy Nổ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được điều tra xác minh. Vậy cho chúng tôi hỏi vị lãnh đạo này là ai? Sao báo chí không viết rõ ràng? Hay lại là chiêu lên lẹo để người dân biết báo có tình viết ngược lại thông tin đã được công bố thì không ai phải chịu trách nhiệm vì báo viết chung chung một lãnh đạo thì đâu xác định được là ai? Báo của ngầm bác thông tin đã tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố cáo mà báo của ngành nhân dân đã thông báo. Các trang báo chính thống như Báo Mới, Báo Người Lao Động, Báo Gìn đều đưa tin những thông tin trùng khớp với báo của ngành nhân dân.
duy chỉ có báo Thanh Niên là đi ngược lại hoàn toàn. Báo Thanh Niên còn rất tinh vi gian xảo, lồng ghép thông tin này vào một bài báo. Đọc vào tiêu đề chúng ta sẽ thấy, nếu hoàn toàn bình thường, là trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh. Thế nhưng hiển nhiên nhìn tác giả bài báo Kim trên một đoạn trả lời báo Thanh Niên, một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện vụ việc liên quan đến ca sĩ Vi Nổ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được điều tra xác minh. Báo Thanh Niên đâu có dại mà giật hẳn cái tít. Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xác minh đơn thư của cô Vi Nổ. Làm vậy chẳng khác nào là vạch áo cho người ta xem lưng. Cứ giật tít một đường ở trong nội dung viết một nẻo, cho khỏi bị chú ý, khỏi bị người dân lên án. Nếu người đọc báo tinh ý có kiến thức thì mới nhận ra được ý đồ của bài viết này thôi. Còn nếu không sâu sắc, không suy nghĩ thì chắc chắn sẽ tin vào báo ngày. Viết vậy cô Vi Nổ mới có cơ sở để chia sẻ từ trang cá nhân mà tiếp tục khe thiên hạ. Chứ báo Thanh Niên mà viết đúng sự thật thì có mà tiêu đời tòa soạn. Thế thì liệu rằng báo Công an Nhân dân đưa tin chưa chính xác hay lại là tại báo Thanh Niên có tình viết bài theo đơn đặt hàng? Vì bài viết này nghiễm nhiên được cô Bánh Bông Lan chia sẻ về trang cá nhân để phản bác và tiếp tục cười nhạo bà Phương Hằng. Vậy thì đến đây quý khán thính giả cũng biết được câu trả lời tại sao chỉ có duy nhất báo Thanh Niên ngược lại với sự thật, cố gắng thanh minh thay cho cô Vi Nổ. Còn nói về cô Bánh Bông Lan trứng muối thì chúng tôi đã phân tích khá nhiều về sự chai lì và dày mặt bị cả nước kể sống, nhưng cứ nhai răng như Hà Ni vậy đó quý vị. Cô ta đang say tết cũng đâu có dám mở bình luận, mà đâu phải riêng cô Bông Lan trứng muối, cả lũ lươn ai cũng sai cái chiều khóa bình luận trái chiều, nhưng cứ tưởng mình hay ho lắm, bình luận được trên cá nhân của cô Vi Nổ. Nhưng ở mọi mặt trận mạng xã hội cộng đồng mạng tái sống lũ lươn mỗi ngày, người ta chửi để thuê thì chỉ cần xác nhận ADN con và chồng là thắng kiện lên rồi. Vậy mà chỉ vì bồ làm gì cả năm trời không kiện được. Vậy ta ngộ quá nhỉ? Con mình đã không phải là của chồng mình rồi. Người ta khôn, người ta giấu bằng mọi cách. Còn đây chị Vi Nổ cứ lôi ra cho thiên hạ, họ cười chê chồng con. Chỉ có người vợ người mẹ như chị thật là có phước. Giờ một số báo chí chơi đánh hội đồng không thôi. Không biết báo chí phục vụ cho dân hay là phục vụ cho nghệ sĩ đây. Còn phía công an thành phố Hồ Chí Minh, công văn tạm hoãn xuất cảnh bà Hằng không nhận được. Dù có gần một tháng nay mà quý báo và phía công kích bà Phương Hằng có mới kia chứ. Vậy ai để lọt ra bên ngoài, có cần làm rõ vấn đề hay không? Văn bản vừa tràn lên trên mạng, để lộ tất cả thông tin cá nhân của người ta. Như thế có cảm giác như con Vi Nổ làm chốt thí để xoa dịu dư luận. Còn Vi Nổ là người kiếm chuyện đầu tiên người ta tặng đất, nó cũng lên trách móc nói này nói nọ. Cho cũng phải cho sao để vừa lòng vừa bụng nó mới chịu, đem tài sản đi cho mà cũng bị chửi nữa. Trong khi đó, nó có cho nhiều làm từ thiện nhiều như ông Dũng, bà Hằng không?